Xin chào các bạn. Trong video hôm nay thì Unitool sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mã túi đựng dụng cụ đồ nghề của Kaetun, đang có mã là 850030. Cái túi đựng dụng cụ đồ nghề này thì chủ yếu là đựng những cái dụng cụ đồ nghề để cho các bác thợ kỹ thuật mang di chuyển hoặc là thực hiện kỹ thuật tại hiện trường. Thì mã mình sẽ đọc lại cái mã này nhé, 850030 của Kaetun. Hai màu chủ đạo là màu đen và màu đỏ, trên thân in tên hãng Kaetun. Về kích thước thì chiều dài là 420mm, chiều rộng là 230mm và chiều cao là 260mm. Túi này thì mình có thể kết hợp vừa sách và vừa để quai đeo vai đều được. Sách thì đây, mình sách như thế này. Bên trong này thì mỗi một túi đều có cái dây quai đeo. Và dây quai đeo mình để đây. Đây. Mỗi một túi đều có trang bị cái dây quai đeo này. Thì mình muốn quai sách thì mình chỉ cần nắp như này là xong, mình có thể đeo được. Mình bỏ ra để mình giới thiệu cho nó dễ hơn. Túi này thì cái phần này thì mình có thể hoàn toàn gỡ được ra. Cái bề này thì mình hoàn toàn có thể gỡ được ra nhé. Nó chỉ gọi là nó để phủ như thế này thôi. Đây. Giới thiệu qua về cái phần tay cầm này một chút. Cái tay cầm này thì là được làm bằng bó xốp và có cái khắc khía này, thì để khi chúng ta cầm không bị trơn trượt. Đấy, rất là chắc, chắc tay, chắc thắng luôn. Về vật liệu của túi này thì được làm bằng vải này là vải polyester, rất là bền. Trọng lượng của túi này thì tối đa là 25 cân. Rồi trong cái túi này có rất là nhiều những cái ngăn nhỏ và những cái mắc cài nhỏ mà mình có thể giới thiệu với các bạn. Này, một mình sẽ đếm khoang to trước nhé. 1 2 3 4, đây bên ngoài 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13. Và đặc biệt nữa, ở cái túi này còn có cái khoang ở dưới, khoang 14. Mình giới thiệu luôn cái khoang này. Khoang này thì có thêm hai cái khay nhựa. Khay nhựa này rất là tiện lợi để cho các bạn dùng để đựng những cái ốc vít hay những cái mà vật dụng nhỏ dễ bị rơi mất. Đấy, thất lạc thì mình để dựng cái khay này. Rồi tiếp theo ở cái khoang to này thì gồm có rất là nhiều những cái mắc cài, thì mình sẽ đếm cho các bạn nhé. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 cái mắc cài ở bên trong này. Cái mắc cài này thì mình có thể tùy mình có thể đựng bộ lục giác này hoặc là cài bút, cài tô vít, những cái vật dụng nhỏ nhỏ. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị sẵn một số đồ để mình cài và cho vào. Đây. Mình sẽ cho và thử cho các bạn. Thật ra là những cái này là do tùy mình thiết kế thôi. Đây, mình cho cái kìm đây. Bộ lục giác dài. Cho bộ khẩu vào đây, cái nặng mình cho vào đây, bộ lục giác mình cho ra đây cho nó kìm, bộ lục giác, bộ lục giác, tô vít thì đây là tô vít to nhá, tô vít nhỏ thì có thể cài ở bên đây, bút thì mình có thể cài ở đây này hoặc là cài ở trong này. Thì các bạn những cái đồ vật nặng, đây là
mình có sẵn cái gì thì mình cho vào thôi. Đây bạn. Các bạn để xuống đây. Thật ra là những cái này thì cho tùy mình sắp xếp. Đây bạn nhìn thế này. Mình có thể xách hoặc không xách thì đeo. Và đặc biệt những cái này này thì các bạn có thể đây nó có một cái cúc để chắc chắn hơn và an toàn hơn, để không bị rơi những cái này ra thì mình cài này vào, còn để lấy đồ dễ hơn, lấy đồ một cách dễ dàng hơn khi mà thao tác. Tại vì mình còn cài một số đồ ở đây nữa mà, thì nó sẽ dễ lấy hơn rất là nhiều. Hiện tại thì mã túi này nhà mình đang có mã là 850-0300 của KSTool, đang có sẵn kho rất là nhiều. Và mức giá mình đang để trên web ở thời điểm hiện tại là 2.565.000, là giá chưa có VAT. Thì các bạn có thể xem thêm về kích thước hoặc là những cái mã tương đương như thế này thì gọi điện đến hotline 0961 172212, hoặc là có thể truy cập vào cái link mà mình sẽ để ở bên dưới màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.